Anna xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta học từ vựng commit a crime. Các từ vựng này nằm ở phần 12 122 của DN 400. Nghĩa tiếng Anh là did something illegally. Mọi người học từ vựng và phát âm từ phạm tội commit a crime. Commit a crime. Commit a crime. Tiếp theo là đã làm Did Did Cái tiếp điều gì đó Something 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 Từ sau cùng một cách trái luật Illegally 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 Vậy thì Commit a crime Nghĩa tiếng Việt là phạm tội Nghĩa tiếng Anh là Did something illegally tức là đã làm điều gì đó trái với luật. Bây giờ mọi người luyện nghe nha. What does commit a crime mean? It means do something illegally. What does commit a crime mean? It means do something illegally. What does commit a crime mean? It means do something illegally. Mọi người cùng luyện nói. It means did something Illegally. It, illegally, it means this something illegally. It means this something illegally. It means this something illegally. Qua phần thực hành, mọi người nghe câu hỏi và trả lời. What does commit a crime mean? Mọi người xem câu hỏi và câu trả lời và sau đó chúng ta cùng ôn bài. Ôn bài học flashcard hãy nêu lên mặt bên kia của thẻ. Hãy điền vào chỗ trống. Mọi người xem đáp án nha. Ông bài cũ hãy nghe câu hỏi và trả lời. What does this clothes mean? Flashcard hãy nêu lên mặt bên kia của thẻ. Sau cùng trắc nghiệm hãy chọn câu đúng A, B, C hoặc D. Mọi người giao lại với đáp án.